Một ngày mùa thu 20 tháng 8, giữa dòng An Giang mảnh đất hiền hòa, kiến tu ngàn năm truyền thống lạc hồng. Giữa thời lầm than nước nhà tang thương, từ ngục tù dân chúng điêu linh, người con ưu tú An Giang chào đời. Tôn đức thắng, người thờ Ba Son dương cao gương đấu tranh, đòi quyền dân sinh cho công nhân Việt Nam. Người là ngôi sao sáng soi trên biển đen, đã làm rạng rỡ nòi giống tiên dòng. Tôn đức thắng, cả đời hy sinh cho độc lập tự do, ngục tù gian lao vẫn kiên trung bền gan. Người là gương soi sáng cho muôn đời sau, tên người còn mãi với non sông Việt Nam. Ngày mùa thu 20 tháng 8, giữa dòng An Giang mảnh đất hiền hòa, kiến tu ngàn năm truyền thống lạc hồng. Giữa thời lầm than nước nhà tang thương, từ ngục tù dân chúng điêu linh, người con ưu tú An Giang chào đời. Tôn đức thắng, người thờ Ba Son quyền dân sinh cho công nhân Việt Nam. Người là ngôi sao sáng soi trên biển đen, đã làm rạng rỡ nòi giống tiên dòng. Tôn đức thắng, cả đời hy sinh cho độc lập tự do, ngục tù gian lao vẫn kiên trung bền gan. Người là gương soi sáng cho muôn đời sau, tên người còn mãi với non sông Việt Nam. Tôn đức thắng, tôn đức thắng, rạng rỡ.